tuổi thơ. Người yêu giữa mộng mơ, bởi lòng nàng mơ ước, xin dừng lại đôi chút cùng giao ước đôi. Kìa tráng sĩ, tráng sĩ là ai? Tôi cũng như nàng, chung tâm sự cô đơn, tìm mộng đẹp dưới sương rừng giá buốt. Nhưng mộng đẹp đâu phải ai tìm cũng được, biết đâu tôi với người sẽ gặp nhiều ngăn cách khi nói đến chuyện mai sau. Vậy để đưa duyên cho cuộc gặp gỡ buổi ban đầu, tôi xin nàng hãy nói lên tiếng nói chân thành về ý niệm hôn nhân. Nàng muốn chọn bạn trăm năm thì phải chọn người như thế nào? Tình yêu đối với tôi không cần tiền bạc, tôi mang sẵn kiếp nghèo phiêu bạc. Bạn đường của tôi chỉ có chiếc thần cung làm kế sinh nhai cho qua ngày. Chiếu chỉ triều đình truyền rao trong lê thư, đất nước đang nguy nan vì chính con quả lửa. Vừa thoát khỏi hang sâu gây niềm đau nỗi khổ, tiếng mùa màng hạn hán khô khan, ai diệt trừ sẽ lãnh thưởng vua ban. Phải, tôi đã đọc báo cáo của triều đình. Với chiếc cung thần này, tôi thừa tài sức bắn rớt chính mặt trời trong ngay mắt. Vậy người còn chần chờ gì mà không đem tài ra cứu dân giúp nước? Sở dĩ tôi còn chần chờ đây là vì phần thưởng của triều đình bắt buộc. Bố cao của vua nói rằng, nếu ai trừ xong quả tinh sẽ được cưới công nương. Đó là điều vinh hạnh của vua ban. Tôi thiết tưởng là thứ dân không ai mà không thèm muốn. Người cũng là hạng người tai trắng, tại sao không ước mơ ngôi phò mã cao sang? Không, tôi đã nói với nàng là tôi không ước mơ khanh tương công hầu. Tôi cũng chẳng muốn ngự trị một con tim mà tình yêu không hòa không hẹn. Dù từ một kẻ tranh tay bỗng dưng trở nên ngôi phò mã, nhưng trên chính tầng cao cả tôi vẫn cô đơn vì không có bàn chung tình. Tôi vẫn nhớ chiều nay gió đầm hương rừng, bóng dáng yêu kiều của nàng thúc nữ, một sự tình cờ gặp gỡ dưới rừng mơ. Không biết đây có phải là Nguyệt Lão xe tơ đưa tôi với nàng đi vào nghi tình sự, mà giây phút đầu tiên đã thầm thương cô gái nhỏ, để hồn bâng khuâng qua mấy lớp sương mờ. Tôi hứa rằng tôi sẽ làm kẻ đợi chờ và xin ghi nhận dưới rừng mơ chiều nay đi vào mong. Nhưng muốn mộng gối chăng mau thành tựu, chàng phải chiều theo ước muốn của người yêu. Được rồi, hãy nói đi tình nương, ta sẵn sàng chờ nghe lời nàng chỉ giáo. Tráng sĩ ơi, em không buộc chàng phải nhảy vào dầu sôi lửa đỏ, hay quỷ quái đời chàng bằng trăm đao ngàn kiếm. Em chỉ khuyên chàng mau vào hoàng cung bế kiến, rồi đem cung thần há lũ quả tinh, vừa biến thành chính mặt trời thiêu đốt sinh linh, gây khổ não cho dân lành điêu đứng. Với nước non tên chàng đi vào lịch sử, còn với tình yêu em vẫn hiến cuộc đời. Nghe lời em anh
sẽ đến diện kiên đức vua dưới rừng mở em hãy chờ anh trở lại. Trước mặt công nương anh sẽ tìm lời từ chối vì phần thưởng ân tình anh chỉ chọn có em thôi. Kính chào Phò Mã. Phò Mã quá là một vị anh hùng xuất chúng, đã hạ được 9 con quả tinh để cứu nạn dân lành. Kìa ngài tể tướng, xin tể tướng cứ gọi tên tôi là Hậu Nghệ, vì tôi đã từ chối ngôi vị phò mã với đức vua khi vừa chiếm đoạt công đầu. Nhưng lão phu được lệnh thanh hoàng mời phò mã hãy vào cung vua để nhận phần ân thưởng sẵn dành cho người tài ba vừa bắn rớt được 9 dần dương. Là công chúa nhan sắc phiền ngài tể tướng hay trình tâu là tiện dân đi không màng ngôi phò mã với cuộc đời cao sang. Chào tể tướng. Hãy khoan Hậu Nghệ, chàng ơi, chàng định bỏ đi đâu trên đường xa mưa gió, hãy ở lại đây cùng em sống cuộc đời vương giả để ngàn năm nhan nhung mộng ân. Kìa cô gái ở rừng mơ, em là cô gái rừng mơ vẫn tha thiết yêu chàng. Dù hiện tại em là công chúa nhưng chẳng bao giờ quên hẹn dưới rừng mơ. Chàng ơi, chàng đã nhận được em chưa? Em chính là cô gái ca bài ca tình ai mà giữa chiều sương gặp chàng trai xa lạ đã cảm thông nhau qua khóe mắt môi cười. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nói vậy phò mã và công nương đã yêu nhau trước khi chiếm đoạt công đầu. Hằng Nga ơi, đứng bên nàng mà ta còn ngỡ chim bao. Dù cô gái rừng mơ đang hiện hình trước mắt, sao nàng không nói cho ta nghe nàng là gái cung son đầu ngọc để ta khỏi phải chối từ ngôi phò mã của vua ban. Âu cũng là số trời cho mình nên duyên nên đi nợ, khi đã có sự sắp bài của ông tơ bà nguyệt. Tể tướng ơi, vậy phần thưởng này tôi xin nhận lành, ngài hãy mau đưa tôi và Hằng Nga đến bệ kiến thánh hoàng. Thiếp sẽ cùng chàng ra mắt phủ vương, chọn rừng mơ đi làm nơi xây lâu đài tình ai. Trăm năm đẹp mối duyên lành nhắc nhở mối tình của Hậu Nghệ Hằng. Trời ơi, quán Hậu Nghệ một hôn quân bảo chúa, nỡ giết người tôi yêu để luyện thuốc trường sinh. Tô nương em ơi, đôi ta là nạn nhân có vũ lực quy quyền. Thôi từ đây anh phải ôm gối hận khóc mảnh tình tan vỡ. Vũ Lan ơi, xin hãy về đi, dương vẫn làm chi giây phút biệt ly. Thôi ước mơ gì ngày vui pháo cưới. Tan nát đời hoa, xa cách tình ta mang nỗi sầu bi, đôi ngã chia lìa kẻ ở người đi. Thôi thở bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, vì đã đến giờ đưa nữ đồng trinh lên lò bát quay.
vị quân bay đâu hãy gấp rút, thì thành ngày đem cô gái đó lên lò mau để hồn trinh biên thành cao trường sinh, cho hậu nghệ sống cuộc đời bất diệt hưởng thu an nhàn chứng bền trên ngai vàng. Khoan hỏi tể tướng xin ngài thương tha chết cho tình nương, tôi liều thân chết thay cho người yêu. Đâu có được gì, đây là thánh dược chỉ luyện với máu hồng của những nàng chưa chồng. Chàng ơi trước sức mạnh quyền uy còn nói năng chi cho thêm buồn lòng người đi kẻ ở. Em dưới âm cung còn chàng trên trần thế hẹn kiếp lai sinh sẽ nên vợ nên chồng. Tử biệt sinh ly là số kiếp trời dành, nếu còn nhớ còn thương hay nuôi hờn ngậm quán nùng nấu căm thù rửa hận người yêu, với tuyền đài hồng phách em sẽ được siêu thân phò hộ cho chàng sớm đạt thành chí cả. Đó là lời cuối cùng của mối tình gian dở trăng trôi với người yêu khi vĩnh biệt dương trần. Vũ Lan ơi chua xót lắm khi thốt nên lời vĩnh quyết, buồn nào hơn tử biệt sinh ly, nhìn mặt ai nói lệ sầu bi, thôi vĩnh viễn làm người đi kẻ ở. Tố nương ơi hương lửa ba sinh còn sâu còn đượm, trời khiến suối chi phong ba bão tố đã làm cho én nhạn phải chia. Lặng lẽ nhìn nhau thêm nghẹn tiếng phân kỳ, lần chia tay là lần vĩnh quyết phủi tay rồi gian dở chuyện ngàn sau. Cuối căm hờn giảng kiếp khó tiêu tan, quán bảo chúa làm dở gian ngàn mộng ước kìa. Lò bát quái rực trời khói lửa, nhìn mặt em trang chứa lệ ly tình. Khi uống thuốc trường sinh thì hoàng thượng sẽ trở thành bất tử, dù cho người yêu của nàng có trăm kim ngàn đau hay nuôi mộng da trời lấp biển cũng không thể nào sát hại được quân vương. Quân sĩ đâu? Dạ. Hãy đưa nàng lên lò bát quái. Dạ. Điều chi? Dạ hoàng hậu vừa xa giá đến dưới đài, truyền tể tướng hãy ngưng ngay cuộc hành quyết. Trời. Thank you.
của cha con ta cứ mãi lầm than lận đận trong nhịp sống quay.
bằng tâm đồng. Xe mảnh trăng tan ở đồn lệ tiếng tiếng chồng, chàng ra đi không bao giờ trở lại, mảnh hình hài trang nở núi sông. Tôi rồi tan vỡ cuộc ai ân lỡ nhịp cầu ngân ô thước kia chịu chia lìa, nửa gánh giao sáng nửa mối duyên hài nặng quằn dài thù nhà nở nước. Sao lệ cứ tương tràn, nguồn quốc hận trào dâng lên tim phổi, lỡ nghi căm hờn sôi sục cả ngày đâu biết sống là ham. Thà một thác kia cho vẹn niềm phu phụ, chừng nhị em ơi hãy đứng lên một lòng em với chị, cứ ở quê nhà và trả vẹn thù riêng. Cõi dương trần đã không ham sống đời nô lệ, tiếp quyết theo chàng vẹn gối chân. Xếp lại chỉ kim lên đường ra chiến trận, gái mê linh quyết đứng lên rửa hận cho chồng. Chứ đâu phải quanh tay bó gối để muôn đời chịu mài nhục nô dông. Lúc phương biển mò trai khi lên non tìm ngọc, sống lầm than trong khổ nhọc, nhưng toàn dân giao chỉ ngàn năm vẫn mang nặng môi căm thù. Đám chen nhau tìm đường tẩu thoát, ai dám
qua đâu những kẻ sâu mày. Mai Linh ơi hãy cười lên đi trong ánh xếp sáng ngời bay trong bóng cờ nương tử. Mai Linh ánh đi lửa chưa tàn ngàn năm rạng tiếng nhị hoàng trưng dương. Cánh hen đầu xuân tung bay dưới nắng hồng, mặt trời vừa ló dạng tàng cơn lý lửa. Gió cuốn đầu xuân chim non bóng xa đàn, đời người lạc mấy nẻo tìm về về đâu. Rừng thu tàn lửa khói, lê ngập ngừng rơi dần lui sơn khê. Hán hậu cũng biết được bản tình ca đã bị quên lãng từ ngày xưa của dân Tây Hạ nữa. Làm sao ta không biết, vì đó là khúc nhạc mà chồng của ta đã dạy cho ta học thuở muốn chén rượu giao thầy. Còn ngươi, ai đã dạy cho ngươi bài hát ấy? Cổ Gia Trường. Cổ Gia Trường? Phải. Lão, theo ta biết thì Cổ Gia Trường đã chết vì 16 năm về trước lần mà. Phải. 16 năm về trước giữa cuộc phong yên, Cổ Gia Trường đã thọ tiễn thương mà ngã gục, nhưng còn góp mặt với thời gian để tìm lại người xưa năm cũ. Ngày hôm qua có một người đẹp theo gót thiết mộc chân trở về miền Tây Hạ, cũng là ngày mà qua rừng sầu tống biệt hồn ai xuống đáy mộ chung tình. Cây di giãn ngàn thương chợt nhớ ra là gió thoáng qua mạnh, cho nên cõi tùng đành gai đồ khi biết rằng bóng hạt đã vào trăng. Cổ Gia Trường ơi, Cổ Gia Trường, 16 năm y đã tìm ai khắp nẻo giang sơn, trong lúc người ta đã là vợ kẻ thù chung, đang được ấm êm với cuộc sống huy hoàng. Cổ Gia Trường, chàng có biết được hoàn cảnh nào đưa đây tiếp đến con đường này không? Hoàn cảnh tất cả việc làm gì tồi tệ trên đời này, người ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho lòng người, cho trời đất. Chưa có mấy ai dám nhận rằng mình hiện thân cho khách cũng chỉ vì tiền. Cô Gia Trường, có phải vậy không? Kìa, tại sao bà không nói? Tại sao bà không nói? Thiếp biết nói gì bây giờ? Về câu chuyện 16 năm qua, nếu chàng hỏi, thiếp quyên tâm cho kẻ khác chăng? Thiếp thưa rằng cô. Còn nếu chàng nói thiếp dâm loạn phản bội, thì thiếp xin thưa là thiếp không phản bội dâm loạn. Còn trở lại quê xưa, tức là thiếp còn chung thủy với chàng. Tâm hồn này cũng trắng trong như lúa bạch, em chỉ sang đò cái tê sắc phục. Thiếp ngờ rằng chàng đã khuất bóng ngàn dâu, nên khi gặp lại nhau như vào cõi mộng, chớ phải đâu ra trùng dương vô lòng, rồi đổi lãng quên bên dâm thuở nghèo thèm. Thôi, tôi không muốn nghe bà nói nữa. Thật là một điều bất hạnh cho tôi, mà cũng là một niềm kiêu hãnh cho bà mà. Cổ Gia Trường thở đuôi mình vừa chia lối ra.
vàng bạc thì phải sanh nở và ráng dưỡng nuôi cho con trẻ được trưởng thành. Rồi giữa cuộc phong yên, người ta đem sinh mạng của cha mình mà trả giá chữ tình chung. Trước bổn phận làm con và lương tâm của người mẹ, bắt buộc thiếp phải đem cây hồng nhan mà dùi xuống dũng bùng như cổ gia trường. Trường, con của chúng ta hiện giờ chính là Quả Trân công chúa, dù tuổi mới tròn trắng mà vắng vỏ sông toàn. Bà tưởng như vậy là tôi thỏa mãn lắm sao? Con của tôi đâu phải là trai mà dạy nó hùng hào kiệt. Tại vì thiếp muốn nó được sinh tồn, thiếp muốn nó làm rắn dính nhà họ Cổ. Nhưng trái lại nó vẫn tưởng nó là con Thiết Mộc Chân, nó hạnh diện cái danh Quả Trân công chúa. Kìa, có ai tới? Ai hậu, ai hậu, quận Tây Hạ sắp bao vây đô hộ phủ này. Ủa, tên kia, ngươi là ai? Chồng của Hoa Lệ Tuyền. Hả? Cổ Gia Trường. Phải. Ta không ngờ mi còn sống. Vậy hãy tuốt kiếm ra để cùng ta giao đấu một trận sau cùng. Đại hãng. Hãn phụ, sao hãn phụ thế này? Ai đã sát hại hãn phụ? Gà đó. Kìa, cậu cháu Mục. Không, hắn là Cổ Gia Trường. Cổ Gia Trường. À, thì ra chính cháu Mục là lãnh tụ nghĩa dũng đoàn Tây Hạ. Ngươi đã sát hại hãn phụ ta thì ngươi phải chết. Con Hoa Trân, con đã giết cha con rồi. Hả? Mẹ, mẹ vừa nói gì? Cổ Gia Trường chính là người đã tạo cho con nên hình nên dấu. Hãn hậu, hãn hậu vừa nói sao? Tôi vừa nói rằng Cổ Gia Trường chính thật là cha ruột của Hoa Trân. Mười sáu năm trường tướng gia biệt trần gian, nên tôi dẫu kính trong tim cho tâm hồn của đứa con ngoan, khỏi suy tư vì một cuộc sang tiền. Mẹ ơi, bởi cớ nào mà mẹ sanh điên loạn, buông lời như biến đồng cho con lạc lòng. Bằng mong áo ngờ đâu con có thiên hạ mà tỷ phú thương ân ngọc hơn vàng. Trời cao sao khéo tạo cánh đoạn trường để tới ngày cùng tôi đành mất Hoa Trân. Trời ơi, nếu Cổ Gia Trường là cha của Hoa Trân thì con trở thành một người con bất hiếu đáng tội gian. Mẹ ơi, hãy giết con đi để cho con vẹn nghĩa trọn tình. Nghĩa là nghĩa của kẻ sanh thành, còn tình là
tình của người nuôi dưỡng bấy lâu. Ôi một cánh chim non trước ngọn gió giao mùa, bỗng dưng cảm thấy bơ vơ, biết phụng thờ ai đây khi con có tới hai người cha ở trên trần tuyến đôi bờ. Qua chân, bây giờ con đã lớn, đã đủ tri khôn thì hãy tự quyết đời con, đã lỡ hết rồi. Mẹ chỉ biết nói rằng dòng giống của con là dòng Tây Hạ, và cha của con chính thức là Cổ Gia Trường. Cha! Qua chân con! Cha! Ôi sung sướng biết bao, dù cha nhắm mắt về dưới mồ sâu cha cũng ngắm cười. Trẻ già ngang nhiên trước cơn bão tố là để cho măng non kiều hãnh nhìn đời. Cha đã khổ hận nhiều rồi, phong sương gối nhùng lên mái tóc. Cái tủi nhục của cha là cái tủi nhục của một người dân mất nước. Nhưng đêm nay dẫu có chết, ta cũng trở thành anh hùng, thì cái danh dự trọn đời người cha sẽ nhường lại cho con. Cha, một lái này con xin tạ tội bất nhân, còn lãi này đây xin cha tha cho con tội bất hiếu. Lãi thứ ba con xin dâng cả linh hồn, còn thể xác trời ơi hạng phụ. Qua trần con ơi, dù đất bằng có dậy sông, dù cho cuồng phong vũ bão dấy lên giữa đoạn đường tình cảm của cha, cha vẫn xem con là con của cha, con vẫn là qua trân công chúa được ban lệnh truyền cho đại quân Mông. Đêm nay quân Tây Hạ sẽ tràn vào đô hộ phủ, nếu con nghĩ đến cha thì con đừng để cho người Mông Cổ ô danh khi tan nước xa trường. Bên nước phù sa chiều xuống lâu rồi, sông buồn yên bóng nước mây trôi. Đò nghèo qua sông băng, điều hiu bên bờ lao lách, lá vàng rung xuống theo mưa. Có tiếng nhạc xa diều dỗ theo về, nhường như oán giữa hư vô. Đàn buồn xin im sau nhân thế, trong lòng người mãi mong chờ. À này em bé ơi. Dạ, ông gọi tôi. Kìa, ông định đi đâu vậy? Tôi định xuống bến tìm một chiếc đò để qua bên kia sông. Dạ, thì tôi là người chèo đò nè. Nói vậy em là người đưa đò, may quá. Thưa ông, giờ này chắc không còn cách sang sông, bởi trời sắp tối, tôi cũng định về nhà ngơi nghỉ. Nhưng nghe tiếng đàn sao không muốn bước chân đi. Em cũng thích nghe đàn. Tôi còn biết cá nhiều bạn thật khi buồn. Em bé thật là giỏi ghê. Lát nữa xuống đò và chèo ra sông rộng, tôi sẽ ôm đàn nắng phím soi dây,
cho em ca những bản ca buồn, em có vui lòng hay không? Tôi sẽ đưa ông qua bốn sông này, nhưng đàn ca làm gì hết không? Sao vậy em? Tôi thấy suốt một buổi chiều mưa không dứt hột, ông ngồi co ro trên manh phiêu đấy, ôm chiếc đàn dạo từng bản tình ca. Nhạc bi sầu nhưng chẳng có người nghe. Có lẽ ông đang mệt lạ bởi đôi côn thiêu ao. Phải, suốt một ngày thua mưa gió âm u, qua từng cơn lá đổ, tôi ngồi co ro bên hè phố vắng, không một bát cơm để đỡ già nỗi lòng. Bụng đôi tay run mà vẫn gắng gượng ôm đàn. Giao phúc năm ai với tơ trùng phim lạc ca bản kiếp, nghèo khi kiệt sức tàn hơi. Dường như ngoài trời mưa vẫn còn rơi, vậy giờ em hãy đưa giùm tôi xuống bên, rồi tôi sẽ lần bước trên đường không vắng lặng để tìm lại mái nhà xưa với quán nhỏ bên đường. Dân, để tôi đưa ông xuống đò. Đây, ông ngồi cẩn thận nhé. Được rồi, em đừng lo. Sông dài con cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ. Phải duyên chồng vợ ngàn năm cùng chờ. Tiếng em hò nghe sao em ái quá, chắc lời em ca còn não nuột nhiều hơn. Để tôi so dây sửa lại cung đàn, em ca một bản ca buồn khi đò ngang tấp bên. Ông hãy so dây trái buồn lên tàu phim, tôi sẽ kể ông nghe một chuyện buồn thương qua những tiếng tơ đồng. Bọt nước phù sa gần gần chảy xuôi dòng, để tôi ca ông nghe một bài ca giọng cổ, kể lại chuyện buồn của cô bán sầu riêng. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng, hãy dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Trời, bài hát đó làm sao em có ai dạy em ca những khúc nhạc u buồn? Mẹ tôi bảo rằng bài ca đó của cha tôi, một nhạc sĩ cũng tật nguyền đuôi tôi. Trời ơi, cha với con tình cờ hối ngộ, nhờ bản nhạc buồn em bán trái sầu riêng. Cha, cha vẫn còn sống hay sao? Vậy mà người ta bảo là cha đã chết rồi. Phải, ai cũng tin rằng cha đã chết. Nhưng không, cha vẫn kéo dài kiếp sống với cuộc đời quan nghiệt, nên ngày nay mới còn gặp mặt đứa con yêu. Con ơi, mai nhà thân yêu của mình giờ đây có lẽ đã điêu tàn vắt đổ phên xiêu. Còn mẹ con đâu? Cô còn ngồi trong quán nhỏ bên dãy đường thiên lý. Mẹ con đã vĩnh viễn ra đi từ khi vườn sầu riêng bắt đầu đơm hoa kết trái. Bởi mòn mỏi sầu tư trong tháng đợi năm chờ. Một tối mùa thu yêu ác khi khói sương mờ, mẹ con còn dặn con nếu có gặp người đàn hát dạo và đàn bản nhạc buồn cô gái bán sầu riêng, thì hãy nói với người ấy rằng mẹ đã thoát rồi, xin đừng nhớ đừng thương. Và nếu có trở lại ngôi vườn nắm cô, hãy nhặt lá chết phủ lên nắm mồm.
Trời ơi, tội nghiệp cô gái quê với tấm lòng chung thủy. Tôi đã về đây mà nàng vội bỏ đi đâu. Cha ơi, cha về đây rồi, cô ở lại với con không? Để dung quen lại ngôi vườn hoang phế, để nghe trong tiếng gió mơ hồ kể lể một tâm sự buồn của cô gái nhỏ miền quê, ngồi đợi chồng trong quán lao tiêu sâu, đôi mắt lệ rưng rưng sầu dĩ dàng. Khách qua đường mỗi khi cô hỏi, mẹ chỉ gục đầu cúi mặt khi làm thinh. Đợi chờ đã mấy mùa xuân, sầu riêng rụng lá cô nhân xa rồi. Mẹ thác rồi buồn lắm cha ơi, ngôi vườn cũ giờ đã thành hoang phế. Kìa sao cha bỗng rưng rưng ngấn nga lệ, đôi mắt tật nguyền nức nở giọt sầu rơi. Cha, cha khóc phải không cha? Phải. Cha nghe trong tiếng gió chiều phảng phất như mang về hương vị cay sầu riêng. Tuy đôi mắt tôi tâm, nhưng khi cha vẫn hình dung chiếc quán nhỏ bên đường, có người quả phụ đưa tay quấn dành khăn trắng. Người ấy là một cô gái đã sống trong nỗi nhớ thương và trong muôn ngàn khổ hận, để cho nụ cười tươi tắt liệm giữa môi hồng. Bên quan lãng đơn sơ năm tháng đợi tin chồng, giờ đây lá sầu riêng đã lời thơ dịnh biệt chôn lấp đâu rồi bóng dáng bạn tình chung. Còn cha giờ này chỉ là một kẻ phế nhân, cả sự nghiệp chỉ có một chiếc đàn lông phim. Khi ra đi khắp trời mù lửa loạn, mà ngày về quê gió còn u ám khói mây chiều. Con hãy đưa cho đến mộ của mẹ con, rồi con hãy ca bản nhạc mà mẹ con đã dạy cho con ngày trước. Dân để con đưa cha đi. Ai mua sầu riêng cô, ai mua sầu riêng, hãy dừng chân ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù cho má thoáng phôi hồng, sầu ra tình xin chớ vấn vương, để em còn đi bám sầu riêng. Có phải hồn em về trong gió lạnh theo lá sầu riêng loáng thoáng trên mồ? Em ơi hãy về đây nghe bản nhạc năm xưa và nghe con kể hết một chuyện tình tan vỡ. Ngồi đi cúi nẻo chân trời, lỡ cả cuộc đời cô gái bán sầu. Em sẽ hát ru anh ngủ, ngủ đi anh giấc ngủ bình yên, hãy ngủ đi anh. Thank you.
được cho họ tình. Thà rằng hôn nhân kia nàng không chấp nhận mà cứ bỏ ta một mình sống mãi với cô đơn, như vậy vẫn còn hơn là hiện giờ ta đang nghe tâm tư mình xấu rồi. Suốt từng đêm và từng đêm không ngủ nghe tiếng lá thu rơi mà cũng chợt thấy được. Tôi biết mình đã làm khổ nhiều cái kẻ khác, nhưng rồi sẽ qua đi, ngày mai là một đổi khác, có thể chúng ta đang hướng về một thiên đường. Thiên đường xưa ta đã dựng lên, giờ đây không còn. Người ta đã nhẫn tâm phá tan thành tất cả, và ta đứng giữa trời vực lại đóng đôi. Có còn gì buồn hơn nữa hay không, khi kỷ niệm đã chôn vùi trong đổ nát. Ta cúi đầu mà rưng rưng nước mắt, tự nghĩ mình như ngày đẻ là ta cũng buồn. Không biết rồi mùa xuân có trở lại hay không, cho ta được thấy nắng hồng và hoa nở, hay mùa xuân đã mất đi từ dạo đó đi bỏ lại một trời sầu chất. Hàng Bạch Minh, Lý Tiểu Thơ, chúng ta mau tháo phiền và dược trục giấy về tắm. Em Huy Lá, đây không phải là chỗ để chúng ta tỏ bài nguyên quỷ. Tôi là người mang tiếng bán nước cầu giúp tôi. Chúng ta đi mau. Tất cả đứng lại. Phản tống thì nhà ngươi được dung tha, chứ còn phản bội ta thì nhà ngươi phải chết. Kẻ phản bội nào cũng có giây phút thất tâm, nhưng sự thất tâm của nhà ngươi quá muộn màng xả tiếng. Các ngươi có thấy không, kẻ phản bội rốt cuộc rồi phải chết thảm thương. Mặt trời sắp lên, cuộc so tài sắp bắt đầu. Đại hán, người đã giết một người tống nữa trước mặt tôi, xin ngài hãy bãi bỏ cuộc chém giết vô nhân này. Nếu có thể đánh đổi được gì, tôi xin bằng lòng tất cả. Nàng muốn nói? Tôi muốn nói, bất cứ điều kiện gì đại hán đưa ra, tôi xin bằng lòng tất cả. Biết sao cuộc đấu này được tình truyền bái bố. Đến giờ phút này đây, đang tình liều thân gái, hãy giữ vẹn cho mình. Đời còn trong trắng, nhưng tôi không thể làm ngơ khi đứng trước cảnh đàn này. Tôi mang hai lòng đừng bất điều gì nhau, rồi tất cả sẽ qua đi. Ta muốn nàng hãy trả lời về điều kiện của ta. Muốn tâu em cầm tay thanh quân đó lên, kẻ nàng yêu sẽ được cùng nàng chung sống, kẻ không yêu phải chết bởi tay của nàng. Trời, tôi sẽ giết một trong hai người thân, ai sẽ chết? Ô Dung Tân, nàng hãy giết ta đi, ta không bao giờ ân hận. Không, ta không thể giết chàng. Tha cho nó sống, con gã này hãy giết nó. Phải, nếu nàng không yêu ta thì hãy giết ta đi, cho đời ta bớt buồn bớt khổ, và hãy nắm tay với tình nhân mà bước qua xác chết kẻ cô đơn. Đến một phương trời dựng thiên đường sống chung, cho tròn tuổi thanh xuân, cho nghe tỏ đời của tôi kể như đã hết rồi, dù có chết tôi cũng không buồn, miễn sao nàng được đi vuông tròn hạnh phúc với người tình trăm năm. Thà rằng tôi giết chết tôi chứ không thể nào giết được luân thường đạo lý. Từ ngày xưa phụ thân tôi đã dạy đừng ruồng bỏ nghĩa nhân và bạn.
xử cách nào cho trọn vẹn. Vì giết ta thì nàng không nỡ giết, còn tình xưa thì không quên được bao giờ. Tình yêu rồi như mây như khói, cô còn giữ lại được gì đâu. Lý Thiên Kim, Lý Thiên Kim ơi, tất cả kỷ niệm xưa bao xuân hoàng đã hết, kể từ bây giờ mình không còn ở với nhau. Vậy thì giữa nơi đây hãy chứng tỏ rằng mình không còn gì nữa. Hãy giết ta đi để được theo chồng về đất tống, đừng bận biểu làm chi vậy thì sao. Sống năm tháng sẽ giúp cho mình đúng, rồi thời gian sẽ đào mòn chôn kỷ niệm. Đừng nuối tiếc làm chi những gì mình đã mất, khi định mệnh an bài số kiếp đời thôi. Cuộc đấu sẽ hủy bỏ nếu nàng can đảm giết được một trong hai gã này. Hãy giết đi. Không, không, tôi không thể giết ai được cả. Tất cả đã chọn lựa, vậy thì đừng ai gian lại nữa. Tâu đại hán. Im. Giờ giao đấu bắt đầu. Xã hội chiến đấu, đấu thủ chuẩn bị lắp tên. Sau khẩu lệnh của ta cùng cuốn tên một lượt, kẻ nào vi phạm luật giác đấu sẽ bị giết tức khắc. Tâu đại hán, Mộ Dung Thạch có vẻ như đâm. Hội chiến chuẩn bị bắt đầu. Trời, Mộ Dung đại ca, tại sao đại ca không buông tên, trong khi đại ca là tay cung giỏi nhất của đoàn quân Mông Cổ? Về mình, thái độ lặng yên anh đã chọn lâu rồi, thế nên ban nãy anh đã nói em những lời chính biệt. Mộ Dung Thạch, trận đời lẫn trận tình, anh là người chiến thắng. Tôi phải làm gì trước hạnh phúc của anh ban? Hãy thương yêu và chăm sóc Lý Thiên Kim. Lý Thiên Kim, nàng hãy theo chồng trở lại Trung Nguyên, chờ ngày vũ quy xuất gia. Xin chia cùng tôi nỗi mừng vui đã dẹn trả nợ ân. Dù chết đi tôi cũng được yên lòng, vậy thì tôi trong phút giây này xin tha thứ tội cho nhau. Trời ơi, sao đỡ cách chia cho kẻ ở không người quê mình. Nếu anh chết đi rồi đưa anh về lại quê hương. Dân, nếu đại ca chết đi thì em sẽ mang đại ca về với quê hương bụi mù cát trắng. Ở nơi đó em sẽ được gần đại ca mãi mãi, dù chỉ còn lại bên em một thế xác không. Chứ còn ở nơi đây người ta chiếm đoạt tranh giành, em chỉ là cô gái miền xa mà làm sao có thể sánh bằng được với người ta. Như vậy là suốt cuộc đời em chịu khổ, nhìn cuộc tình bằng đôi mắt hồng đau. Đến giờ này đại ca mới nghĩ về em, thì cũng là lúc đại ca không còn sống nữa. Quê mình, đại ca làm khổ em nhiều, có hợp tác gì em? Nói hết cho anh nghe một lần. Sao cuối Mộ Dung Thạch, chàng đã đỡ sống những thành chiến sâu xa vì người Mông Cổ trong lòng người Trung Nguyên. Cuộc đời này không có gì khó, tất
chỉ do thói quen của con người. Không có anh rồi mặt trời vẫn mọc, không có anh rồi.